Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệp Khải em ơi Diệp Khải anh chung em một buổi xem video vui vẻ em ơi Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với chương trình ép cái nọ tím tìm ngay phần quà 10 triệu việt đồng em ơi Anh em nào mà theo dõi like thì đừng quên cho Khải lại chia sẻ hội cho em Khải đã chuẩn bị cho mình là năm cái phôi nọ tím Bây giờ Khải sẽ ép dòng sát thương vật lý 100% vào cái dòng đầu tiên trước em ơi Nếu mà ra 94, 95, 96 thì Khải sẽ bỏ hoặc Khải sẽ giữ lại cái dòng 100% là được cái nọ nào Khải sẽ giữ lại cái nọ đó em ơi Tại khả đang có năm cây thì bây giờ Khải sẽ ép 5 phát cho anh em xem nè Với phẩm 9 nha anh em ơi Phẩm 9 hướng tình 9 Và một thị tinh và 10 bình phúc duyên thôi Trung tâm này thì mình sẽ ép như vậy thôi Nó vẫn có tỷ lệ lên nha anh em. Vẫn có tỷ lệ lên nha Tại vì hôm trước Khải còn ép vài cái nó không có tỷ lệ lên Và bây giờ chúng ta sẽ ép lại như công thức cũ cho anh em xem Rồi bắt đầu chương trình ép anh em xem nè ơi. Ý kẹt cái đau Ai chơi quên đồ tùm lum vậy ừ. Kẹt cái đau khó chịu chứ Rồi ok Khảm anh em ơi chúng ta sẽ khám một cây và chúng ta sẽ cùng coi kết quả nha hầm chín nè hầm tinh chín nè mười bốn viên nè viên thủy tinh nè đó hôm ép như thế này vẫn có nha vẫn có thì loại mát nha cùng thời hết điều luôn rồi quá dữ luôn anh ơi rồi cái thứ hai này Cây thứ hai nha ép đem một cẳng lần luôn Lá thêm biết thủy tinh nữa Cây thứ hai này Rồi, cái thứ ba này, cái thứ ba này, cố gắng thêm cố gắng coi hai cây nó mất mát, mát độ đi ép tiếp trên cái dòng khác này mà cái thứ ba này, tiếp tục nè cái thứ tư này, cái thứ năm này, cái thứ tư này, phẩm chín này, tinh chín này chúng tầm này mình muốn ép đợi cho nó mát để mình lái thưởng nữa nên là mình dùng hình tinh khá là cao chứ vào thực tế không ai dùng hình tinh cao như thế này đâu nè mày chưa luôn tỉnh ngô quốc ơi chưa người nè mày rất khó người nè mày bữa giờ là trải nghiệm này ba ngày rồi mà chưa ăn thua nè mày rất khó nhai nha ê bộ đồ khả năng mới đổi nhiều vậy rồi, khui nè mày năm cây năm cây nha nè mày bây giờ chúng ta cùng khui thử được cái nào một trăm trăm nha mong là sẽ có cây một trăm trăm và chúng ta sẽ tiếp tục đến hút bước tiếp theo nè mày khui đâu Yeah yeah yeah. Yeah 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 yeah. yeah. Quá đẹp. 95. Đó nó phải dạy chứ hay. Ui, cái này 98 táo Ok được một cây được một cây rồi, được một cây rồi. Có chương trình cho anh em ép chơi rồi. Ok được một cây nha anh ơi. Được một cây được một cây rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục thêm một cây nha anh ơi. Được một cây nha. 100 trăm này xong vòng đầu tiên nha anh em ơi. Còn mấy cái này thì chúng ta còn như là chúng ta sẽ làm tiếp tục lại Dòng uh, tiếp theo. Cứ như cũ mà làm. Đó, 5 cây được một cây quá đẹp rồi anh em ơi. Rồi, anh em chúng ta cùng cắt cái cây này vô trong rương đây. Rồi chúng ta sẽ tìm thêm một cây nữa nha anh em. Ít nhất một đến hai cây nữa nha. Chúng ta sẽ đi ép cho nó dở nha mọi người. Quá đẹp rồi. Ok anh em ơi, quá đẹp. Sau khi ép thêm sáu cây nữa có thêm một cây nữa anh em ơi. Ok. Hai cây. Ok luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời. Ok ok ok. Rồi, cả bạn cây cho anh em chim ngưỡng rồi đó Hôm nay video clip nó sẽ hấp dẫn khá là nhiều anh em ơi. Anh em cùng nhau theo dõi đồ đại gia khảo là một like chia sẻ ủng hộ cho anh em Rồi sau khoảng hơn 12 cây thì khải đã có ba cây tuyệt 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 đối rồi mọi người ba cây tuyệt đối theo ý của khải rồi rồi đó anh em cho khải thêm 400 bình Phục viên đại rồi ba cây nữa mà bây giờ chúng ta sẽ ép ba cây cho anh em xem nha ba cây lần lượt luôn nha rồi không đến em chờ đợi lâu nữa đến thời thời đến rồi anh em ơi ba cây nữa anh em ơi bây giờ dòng tiếp theo chúng ta sẽ ép dòng kháng độc và dòng tóc đánh rồi mà kháng độc và dòng tóc đánh nha có cái này vứt này từ từ đến xong Kháng động và tốc độ đánh ok Kháng động 25 này chúng ta sẽ tìm kháng động 25 và tốc độ đánh không đánh này rồi Kháng động 25 và tốc độ đánh ok hãy xin thêm cái khuôn diện nữa ok em và bây giờ chúng ta sẽ ép cho nó dòng kháng động và tốc độ đánh nó đá vào nha các bạn kháng động thì khả năng có một cái voice sẵn này kháng động này ẩn một này hiện tình tám là auto luôn đâu mà auto lên luôn không còn suy nghĩ luôn rồi kháng động này rồi, dòng uh, tốc độ đánh nè. Tốc đánh là hiện 2 nè. Hiện tinh 8 nè, không auto lên luôn, không cần suy nghĩ nha. Ok, rồi khả trải nghiệm cái cây đầu tiên cho anh em xem. Rồi hai cây sau khả sẽ làm nhanh gọn cho anh em xem. Cái đầu tiên nè. Đó, cái dòng đầu tiên chúng ta đã tìm được mắt rồi thì bây giờ thì cái dòng này nó quá đơn giản là hiện 8 này. Này. Uh, này. tinh 8 nè. Kháng động nè. À, 10 vừa phục duyên nè. 2 vừa duyên thì tinh nè. Đấy. Kháng động 25 nha anh em. 28. Ok chưa? Rồi đến dòng tóc. Tóc cho vô luôn nè, nhanh gọn dòng này luôn. Nói chung đã mất được dòng đó thì chúng ta coi như là mất mất sẵn ba dòng rồi nè mày, mất mà. sẵn ba dòng rồi. Đó. Không gì mà suy nghĩ rồi á. Vì dòng kháng độc với dòng tóc thì nó khá đơn giản này. Rồi, hiện tinh 8 này, phẩm 8 này. Tóc thì anh em mình chơi chất cứu thì ba viên thủy tinh, hay bốn viên thủy tinh. Đó. Cho chất cứu vào 10 bằng viên Nó khỏi xịt nè mày. Rồi. Đó. Xong. Sau khi chúng ta đã xong mắt ba dòng thì bây giờ anh em cùng chờ đợi khải lên ba dòng này nó cho cho hai cái nỏ này nó tương đối như nhau luôn rồi rồi chúng ta sẽ ép dòng sát thương là dòng quan trọng đúng dòng sát thương một lý ngoại công sẽ là dòng quan trọng ấy ok anh em chờ đợi dòng như lát khải sẽ lát thêm ít nữa ép vào cho hai cái nỏ kia xong luôn nha đó bây giờ khải lọc phôi khải lọc phôi kháng độc và tóc giữ lại hai tóc và giữ lại hai kháng độc giữ lại hai tóc và hai kháng độc không có cái nào Ok sau khi lọc xong đủ nguyên liệu này nọ bây giờ chúng ta sẽ ép anh ơi, tiếp tục là những dòng đơn giản như là kháng độc. Yeah. vô tiếp tục cho anh em xem. Kháng độc hai thì tên. Một vùng 25 nha anh em, auto 25 nha. Rồi. Ok người anh em hậu mát ơi. Ok, ok kháng độc 25 này, tiếp tục cái tiếp theo cũng như vậy luôn. Cũng kháng độc 25 luôn. Đó, mình ép lần lượt cho anh em xem, rất là dễ dễ xem luôn. Hai thì tên nha đó kháng động nha để dùng tóc dùng tóc thì khải sẽ bỏ bốn thì tinh khám nè này hai thì tinh cũng lên em điều anh em mình em chơi chơi chết thì bốn thịt tinh nha mọi người Tình tám luôn tình tám là lên luôn á rồi sau khi ép xong ba dòng này thì chúng ta sẽ chờ đợi dòng quan trọng nhất đó là dòng sắc thương một lý ngoại ngoại công bằng điểm này mà dòng này thực sự là cực rất là kịch tính anh em này rất là kịch tính luôn đại lý này cho nên bị dính hàng ok quay lại một cái ok nếu mình không lấy dòng sinh lực mình lấy dòng này tránh không được đấy mà phải sinh lực theo yêu cầu của order là phải sinh lực đấy mà phải sinh lực sinh lực 200 muối mỗi triệu sinh lực 200 trăm muối triệu rồi 4 thì tinh rồi nè dòng tốc đánh thì 4 thì tinh hai này hai kia cho đẹp trai nè auto 30 nha đó, thường đưa ấy mắt ba dòng ba cây nha mắt ba dòng ba cây nè ơi bắt bây giờ ba, ba dòng 3 cây rồi tiếp tục cho vô Chặt lương, ok dòng cuối cùng cũng quan trọng cũng thú vị này mà. dòng này chưa đâu dòng này còn một trăm trăm là không không có gì phải sợ cả rồi lần này chúng ta sẽ có biến đổi hơn là chúng ta sẽ ba cây một lúc thì cái video ngày hôm nay nó sẽ có thể nói double và ba cây liên tục này đây một này một cây hai cây ba cây đó anh em thấy thú, thú vị chưa ok đỡ ba cây quang bên đỡ ba cây bên và cho chúng ta sẽ đợi xem với một cây dòng này thì Khải sẽ tốn khoảng là 450 bình phục duyên Hiện tại Khải sẽ thiếu khoảng 30, 30 bình phục duyên nữa Khải lấy thêm 30 bình phục duyên đại nha nè mà Vì công thức Khải là ném trong tay này Cái dòng sắt thương 50 này mình sẽ cố gắng trọn vẹn trong 3 cây này mà thành công được 2 cây Nếu mà thành công được 2 cây là quá tuyệt vời nha nè Ráng ráng thành công được 2 cây là quá tuyệt vời nha Nếu thành công được 2 cây là quá tuyệt vời Trong 3 cây này cố gắng được 2 cây 50 là đẹp nè mà 2 cây 50 là đẹp Thì nếu 2 cây 50 thì chúng ta sẽ có cơ hội lên được à, dòng sinh lực 200 cao hơn chứ hồi lần trước khẽ có một cây hơi căng em mọi rồi anh em like chia sẻ ủng hộ bạn em ơi like chia sẻ ủng hộ bạn và những video ngắn như thế này khải giúp ngược vào trên kênh youtube trên kênh youtube như khải nhân Binh anh em có thể tham khảo và ghé vào kênh youtube ủng hộ khải like chia sẻ ủng hộ chơi nha rồi những video ngắn này khải sẽ làm ngắn và úp gọn lại trên kênh em mà còn anh em đang xem trực tiếp like á anh em nào xem like rồi thì có thể ghé vào kênh cũng cho khải like chia sẻ ủng hộ chơi lấy tinh thần động lực nha ok sau khi xong hoàn toàn thì bây giờ chúng ta sẽ đi lấy cái phẩm 10 từ uh, sách thương quản lý Phẩm 10 bây giờ Khải sẽ lấy phẩm 10 thì uh, đơn giản thôi Khải cần 3 cái phôi Khải cần 3 cái phôi sách thương ẩn 2, 50 3 cái phôi nha mọi người, 3 cái phôi nè, 1 phôi nè 3 cây 2 nè 3 cây luôn, ừ, may mắn nhé, 4 cây luôn ừ, Được nha, ok và tính là ba cây có sẵn hết luôn rồi này mà ok và chúng ta sẽ lấy ba cái ba uh, cái ăn 2 đã ăn 2 ba cục 2 kim rồi, tương đối như vậy luôn Rồi, lầm, lầm ẩn trước ạ à? Lầm lấy trước ạ à? Số thương này Hiện tên 10 này Lần này Khải sẽ chơi cục hiện tên 10 ở dòng này nha mọi người Số thương này Khải chơi hiện tên tên 10 nha Phẩm 10, số thương Ok, dừng vũ khí thứ hai Mà nó sương thương là ngọi 50 này Phẩm 10 này Nói chung là không cần bỏ cái gì, nó vẫn phẩm 10 nha Đen quá, rớt phẩm 9 này Đúng rồi, Thánh Hiền ơi, bạn này bạn test cho người đây mà rồi, ok chưa? Cứ nhận tin 10 là auto ra 10 thôi nè, không có đường nào chặt cả. Trừ khi chúng ta đen quá thì nó mới rớt 9 anh em ơi. Đó. Cũng có khi rớt 8. <laughs> Tùy theo cái độ hên xuôi là đó. Rồi ok xong, tương đối xong. Rồi, bây giờ thì đơn giản thôi. Chúng ta cần cho mình là khoảng 15 viên tử thì tin. Tới này thì anh em xem like Khải anh em còn đợi biết rồi. Cái công thức này 50 điểm thì Khải cũng đã thành công khá là nhiều rồi. 50 điểm hoặc là bên sát 100 điểm thì đã, đã đã thành công mấy cây rồi đây mà chứ không phải là một hai cây nha nên là chúng ta có thể gọi đây là công thức nếu anh em nào mà muốn theo dõi cái công thức này muốn làm theo thì cứ làm theo nha anh em ơi đây nói thì có sách mắc có chứng anh em ạ đây bằng sát 100 cũng là năm thị tinh 100 bình 150 bình của dân đại bằng xác 100 nha rồi tiếp tục vẫn là bằng xác 100 năm dương tử thị tinh và vẫn là 150 bình của dân đại đó rồi dần tiếp theo sách thương một lý ngoại công 50 vẫn là năm viên tử thủy tinh và 150 bình phú dân đại đó đó là gọi công thức nha em tại vì mình đã thành công khá nhiều thì chúng ta gọi nôm na đó là công thức còn mà nó nó nó, nó, nó xịt thì tỷ lệ xịt nó vẫn có nha mọi người còn không phải là 100 trăm nha tỷ lệ xịt vẫn có nha em tỷ lệ xịt vẫn có nha tỷ lệ xịt vẫn có nha ồ nãy giờ đỡ đâu quan hòn ơi nãy giờ đỡ đâu đó nãy giờ hơi lắc luôn đó. rồi tỷ lệ xịt vẫn có nha bây giờ phải chuẩn bị hai năm đủ chưa năm đủ mười viên chưa 15 dương tử như này mà đóng lần 3 cây liên tục luôn nha, đóng lần 3 cây liên tục luôn nha. 15 dương tử sẽ sẽ đặt 3 cây. Một cây là khoảng 5 dương tử và 100 đồng bình hữu duyên, nguyên liệu là đủ rồi. Thì chúng ta sẽ vào việc thôi. Đúng không? À, đây mấy cây viên ạ. Thiếu một dương tử nữa nè. Thiếu một dương tử nữa nè. Cố gắng thành công nè mọi người, cố gắng thành công nè mọi người. Thiếu một dương tử nè. Ok. Đúng rồi, dư 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 tự mà, dư bỏ luôn nè hai dân dư rồi ok rồi, sẽ cần ba dân hiện tính 10 cố gắng cố gắng nào ơi nhảy thành cái quay lại cho nó xả xuôi tới nha anh em sẽ quay lại xả xuôi tới nha anh em ơi rồi chúng ta sẽ vào ba cái nọ liên tục nha anh em lưu ý nha lưu ý là khả sẽ vào hẳn ba cái nó liên tục luôn chứ không có đỡ đó, anh em chờ đợi lâu như video trước nha vào hẳn ba cái nỏ liên tục luôn chúng ta sẽ khám liên tục ba cái nỏ liên tục luôn và chúng ta sẽ cùng chờ đợi và cùng dự đoán kết quả nha anh em ơi anh em cùng dự đoán kết quả nha mọi người đó hiện tinh 10 phẩm 10 vẫn là công thức cũ của Khải là 5 viên tử thủy tinh và 150 bình phủ dương đại. Đó, không gì thay đổi nha. Chúng ta sẽ đập 5 cây. 5 cây một lúc và chúng ta sẽ kiểm tra một lần luôn nha anh em. Rồi, cây đầu tiên. em đó không liên quan đến không đụng lên đâu. Rồi, cây thứ hai. Cố gắng ơi, cô làm cho hai cây 50 ơi là max 4 dòng anh em, hai cây 50 là max 4, 4 dòng đó mọi người. Anh em like chia sẻ ủng hộ Mạnh Khải nha mọi người, like chia sẻ ủng, ủng hộ Mạnh Khải chơi nha mọi người. Hiện tại đây nay, anh em anh em đang xem live cũng như là đang test tại Uh, website võ lâm ngày xưa .net một trong những phiên bản nội công đường môn thông pháp và mấy chủ có tên thiên hạ tương phong một trong những phiên bản dở chơi dở cây sân uh, trung sân hệ tết, đồ xanh của và đồ tím hương tinh đã và đang chính thức mở Tết nhưng ngày hôm nay khải cũng đang test và sẽ chính thức của mình vào lúc 7 giờ tối ngày 9 tháng 8 2024 thứ sáu tuần này nha mọi người chào nhiều game võ lâm ngày xưa .net anh em có thể tham khảo game và ngay bây giờ và cùng test với khải nha ok cái thứ hai nè mời cố lên cố lên thứ hai thành công rồi tiếp tục cái thứ ba rồi kết quả chúng ta sẽ xem sâu rồi anh em cùng dự đoán thứ ba cây liệu như thế nào anh em cùng comment cho vui nè mà cùng comment cho vui cái rôm rã cái không khí sôi động ngày hôm nay nè mà cùng comment xem thử được bao nhiêu điểm nè mà xem thử được 50 mươi không nè mà hôm trước khải có được vài cây 50 mươi nè rồi cái cuối cùng mong sẽ thành công anh em ơi mong sẽ, thành công 50 điểm để tiếp tục dòng tiếp theo đó là dòng sinh lực 200 anh em ơi mong sẽ thành công chúng ta sẽ tiếp tục đến dòng tiếp theo đó là dòng sinh lực 200 rồi Nhẹ thành cái nào, nhẹ thành cái nào Nhẹ thành cái nào nhảy thành, cái nào, nhảy thành, cái, nào, nhảy thành cái nào Chờ đợi kết quả này Rồi khui này, khui này, khui này Anh em cùng uh, dự đoán mà khui này anh em ơi Cùng dự đoán mà khui này anh em ơi Cùng dự đoán kết quả mà khui này anh em ơi Ừ, hello anh em ơi vô, khui này Khui 49 Đầu xanh 49 anh em ơi Trời ơi Đồ, nhỏ dữ ta 49 điểm thật sự là quá quá nhỏ luôn em ơi. Trời ơi. Wow. Thiếu đúng một điểm. Khôi 48. Trời ơi. Wow, hai cây. Đồ để cái này không được nữa. Trời ơi, lẩn chơi. Cây 49 cây 48. Từ từ từ. Ôi. 46 nè em ơi quá nhỏ rồi mày ba cây liên tục mà không được cái nào <laughs> chúng ta đầu đó chúng ta vẫn có sự may mắn rồi mày anh em thấy cái này không lên 50 không cũng công thức như cũ luôn lên 50 ngọt ngọt luôn rồi mày rồi ok nói chung thì không có gì đỡ tiếc rồi mà và bây giờ hai dòng cuối chúng ta sẽ đập luôn cho nó hấp dẫn như nào ok và giờ chúng ta sẽ đập luôn hai dòng cuối cho anh em xem nha hai dòng cuối chúng ta sẽ ép ra, ra dòng sinh lực và dòng và dòng uh, sắc thương một lý uh, ngoại công nha mọi trời ơi đen thiệt sự đây mọi Rồi ok giờ chúng ta sẽ ép dòng sinh lực ở dòng sinh lực thì khải sẽ ép cho mình đó là bảy um, 7 viên lam thủy tinh và kèm với là một năm trung bình phủ viên nha mọi bảy lam thì bây giờ khải lấy cái phổi ra rồi lấy ít phổi ra chung là rất tiếc rồi mọi nhưng mà không sao bây giờ chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội ở dòng đó rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm tiếp tục dòng hiện ba và dòng ẩn ba nha mọi thử có mát được hay không nha rất đèn này mà không lên được anh em ơi quá nhỏ Rồi chúng ta sẽ dùng uh, cuối cùng là dùng sinh lực sinh lực bằng uh, Sát thương uh, ngoại công 200 dòng cuối sinh lực ok sinh lực sinh lực chúng ta sẽ đi tìm phoi tới nha mọi ba cân được cái nào buồn giờ sợ muốn khóc luôn nè mọi thì sự muốn khóc luôn Trời <laughs> <Chời> ơi, muốn <lũng. cười> khóc luôn à, trời khóc luôn á. đầu ít nhất nó phải được một cây đó. Nên mình cũng trải nghiệm tiếp tục cái dòng tiếp theo nè Đầu ba cây mà không lên luôn, nhỏ vai, quá nhỏ luôn. Chúng ta sẽ dòng uh, tiếp tục cái dòng sinh lực hiện 3 và dòng uh, sư thương mình ngồi uh, hiện hiện uh, ẩn 3 nha nam. Sinh lực nào, ngồi nè ngồi này. Để tìm đủ nguyên liệu rồi ép luôn. Ok sinh lực nè sinh lực này chúng ta sẽ lòng bàn cờ đâu nha nào, ừ. ok, ba cây ngõi này, đủ, đủ này sinh lực này, rồi ok, chúng ta sẽ làm ra mấy cái phẩm là tính chúng ta sẽ ép tiếp nha, ok mai, là đủ bốn cho mình hữu duyên là cái tính toán là đủ rồi, ok, với công thức uh, sát thương vật uh, lý nội công 200 với lại dòng sinh lực 200 thì uh, cũng đã có công thức rồi, thì bây giờ chúng ta cùng chờ đợi và cùng ép thôi, chờ đợi cùng ép thôi. Nhưng mà tỷ lệ nó chỉ 99% thôi Chứ 100, hơi khó nè mà. Rồi Ở trong này chúng ta cho hiện tin 10 nè mày Hiện tên 10, hiện tên 10 Hiện 10 Chúng ta sẽ rút hiện tên 10, đọc hiện 10 Rồi, Tính 8 có đây. Càng như như đàn đúng không? hồ công rồi À, 3 phát Đạt hết 3 phát Rồi, ok Chúng ta sẽ lụm 3 cục hiện 3 cục hiện 3 Và 3 cục ăn 3 hiện 3, 3 cục ăn 3, 3, 3, cục ăn 3. Kim. Một, rồi. Ok, chúng ta làm mấy cái này cho nó đỡ chặt rương thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy dòng sinh lực hình 3, hình tên 10 nha. Không bỏ vô hết nha, nha, tại vì hình tên 10 rồi, auto phẩm 10 luôn rồi. Sinh lực nha, phẩm 10, hình tên 10. Lấy mấy cái phẩm cho nó đỡ chặt rương. Rồi tiếp tục sinh lực nè. Chúng ta sẽ ép ba cây tiếp theo thử có được mắt 200 sinh lực và sát thương lý ngoại công 200 một nhân em Mày mong chờ vào vòng cuối cùng này mà Mong chờ vào vòng cuối cùng chúng ta cùng gỡ gạt lại với cái nọ cho nó đẹp đẹp một tí nè Đây là vòng sát thương lý nội công nha Phẩm 10 luôn Ok Rồi Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi vào Duyên Thị Tinh và ép thôi nè mày Lái nhanh gọn một cái này thôi Sát thương lý nội công 200 trong chương trình ép mắt uh, 10 triệu của chúng ta thì sự là chưa có cao thủ nào nhận được đâu mà thực sự giờ đến bây giờ chưa cao thủ nào nhận được như thế nào thông báo anh em là chưa có cao thủ được nhận được 10 triệu từ chương trình ép uh, đồ mắt này nhưng mà cũng có khá nhiều anh em cũng cố gắng tìm kiếm sự may mắn trong đó này mà. ok ở lần này khai sẽ đọc là 75 75 và 7 tử này mà 75 7 tử kèm với 50 bình phụ duyên 50 bình phụ duyên 75 bảy tử lục khai, khai không chơi nha 75 7 tử tại vì hôm trước khai, khai đáp thì 75 7 tử mà 75 7 tử hai 4, 6 thiếu một viên nữa Thiếu một viên nữa là chúng ta đập được cây đầu tiên Đập được cây đầu tiên Bỏ máy dân lục đi Dân lục hay cái F sơ qua nè Dân lục F sơ qua thì sinh lực chỉ được 185 thôi rồi F mấy cây rồi, sinh lực chỉ 185 thôi 7 tử, 7 lục, 7 lục, 5 chung bình phục dương thì chỉ 180 máy thôi Ok, chúng ta sẽ vào cây đầu tiên Và anh em cùng chờ đợi xem thử như thế nào và ra sao Đừng quên đổi lại cho video của Khảo lại nay chia sẻ hồi chơi em mời Và ở lăng đoạn ngày ở dân sinh lực thì Khải sẽ bỏ cho mình đó là 75 lam như cũ nè mời và những cái dòng này thì khải đã đọc cho mình được 199 mấy cây rồi có thể nói là ba bốn cây rồi em mà nhưng mà không nói được 200 nhưng mà khải vẫn nghĩ rằng cái công thức này nó sẽ thành công em mà khải vẫn nghĩ công thức này nó sẽ thành công thì chúng ta cùng chờ đợi ở video này thử như thế nào khải vẫn nghĩ là công thức này nó sẽ thành công ok hơi chập chỗ một tí mà sao vừa đủ rồi ok và chúng ta khám cái đầu tiên đầu tiên trước nha sơn lược thì chúng ta dùng làm này chúng ta sẽ tiếp tục là khám 3 cây một lúc và chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả nha anh em theo dõi đừng quên like chia sẻ mạnh anh em ơi, like chia sẻ mạnh và ủng hộ cho Khải nha. lên 4k team ở kênh Top Top nha mọi người. Và anh em nào chưa đăng ký kênh Top Top thì có thể ghé kênh Top Top cho Khải một follow ủng hộ cho nha. Đây là dòng sinh lực nha mọi người. Rồi. Sinh lực chúng ta sinh lực xong chúng ta sẽ đọc tiếp tục là dòng Sắc thường nếu đọc luôn thì nó thấy mất cái dòng kia rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm ít lam nữa. Cái đọc đọc tiếp anh em ơi. Chứ nhiều khi nó nó thấy mất cái mấy cái dòng kia mất hay đi đúng không? ok, nhiều khi nó chập chỗ quá rồi. Đập hai cây luôn rồi, đập một cây luôn rồi. Này không đủ chỗ đâu. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ bóc cái nỏ lên và đập tiếp tục dòng sát thương nha. Không đỡ anh em thấy nha. Rồi. Đó, không thấy số máy luôn nha anh em. Anh em nào thấy số máy thì ghi chat lên đây ơi. Anh em nào thấy số sẽ lực bao nhiêu chat lên. Còn Khải nghĩ chứ anh em không thấy đâu. Vì là Khải uh, di chuyển khá là nhanh. Ở dòng sát thương lý ngoại công thì Khải đập cho mình vẫn là bảy dân tử thi tinh kèm với năm 50 bình hữu duyên. Và ở công thức này thì khải đã thành công là hai cây và một cây thứ ba là 200 sát thương lý nội công nha anh em. Đó. Coi như là công thức còn khá thành công rồi. Chỉ có dòng sinh sinh lực là mình chưa thành công thôi. Chỉ có dòng sinh lực mình chưa thành công thôi. Với bảy lần là mình chưa thành công thôi. Còn lại là dòng sát thương lý ngoại đã đã thành công rồi. Nội công đã thành công và ngoại công đã, đã, thành công. Là mắt ở phòng to. Còn tỷ lệ xịt thì sẽ là 199 sẽ là tỷ lệ xịt nha anh em ơi. Nếu mà xịt sẽ là tỷ lệ 199 đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cây thứ hai. Cây thứ hai chúng ta vẫn dùng hiện tinh 10 nha anh em. Dùng tin 10 và vẫn là phẩm 10 và vẫn là dòng sinh lực hiện 3 phẩm 10 nè hình tên 10 nè 7 dương lam nè đó, cái như giáo đàn đâu phải đơn giản đâu nè 7 dương lam nè 7 dương lam nè rồi bỏ cái bên này đây 7 dương lam nè công thức này cũng biết sinh lực được mát 200 rồi đây vẫn chúng ta vẫn chưa có công thức chính thức này mà rồi bóc luôn nha, bóc luôn nha bóc luôn, đúng rồi không cho anh em thái số luôn rồi, anh em có dự đoán cái gì thì dự đoán thôi anh em ơi Rồi, ở trong tiếp tục thì chúng ta sẽ đọc là bảy tử Bảy tử anh em trong bình cũng Bảy tử này cũng đã thành công rồi thì cũng khá là bình thường thôi Thành công sát thương lý nội công 200 mà nè Rồi Rồi, có thể đó là xong ca thứ hai Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ép uh, ca thứ ba Cùng chờ đợi kết quả anh mày Chúng ta sẽ tiếp tục ca thứ ba Sẽ cần hai dương tên 10 hai dương tên 10 Rồi, anh em mà thấy uh, số nhiều chắc lên nha đó Thiên Tinh nè Thị Tinh nè 2, 4, 6, 7 Ok, vừa đủ lực ép luôn Ép luôn nha nè, đủ chỗ luôn á Đủ công thức luôn á Vui nè Thiên Tinh 10 nè Phẩm 10, Thiên Tinh 10 Rồi, 75 Vẫn bảy như cũ nè, 75 Vẫn là 75 Không chỉ thay đòi, 75, 50 bình của Duyên Đó Vừa đẹp luôn nha Vừa đẹp không không gian luôn Đó không biết chờ đợi kết quả sau đây anh em đang xem cho khảo lại chia sẻ hội cho nó ơi rồi, tiếp tục nè Phục qua luôn, không cho anh em biết số máy luôn. Rồi, không cho anh em biết số máy luôn nha. Vui, anh em có thấy số máy thì comment lên cho vui nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi ba uh, cây, cùng chờ đợi xem thử có cái nào mắc 200 không nha anh em Xem thử có cái nào thành công mắc 200 không nha. Ok. À, anh em hỏi game này tải ở đâu hả? À? Ok anh em ơi. Và trong thời gian chờ đợi thì chúng ta cùng trở về quảng cáo sẽ vườn tí anh em Đây nè em đây là mấy chủ một trong những phiên bản nội công đường môn thông pháp mấy chỗ có tên đó là thiên hạ tương phùng một trong những bản dở chơi dở cây chuẩn xuân hà sẽ tắc, đồ xanh ngũ hành và đồ tím huyền tinh và đã và đang mở tết và sẽ chính thức ở bình vào lúc 7 giờ tối ngày 9 tháng 8 2024 thứ sáu tuần này nha mà sẽ ở bình vào thứ sáu tuần này nha mọi người và anh em có thể tải game tạo trang chủ game võ Lâm, ngày xưa net giúp khả nha mọi người ok và bây giờ chúng ta cùng trở lại với kết quả ba cái nón ngày hôm nay ba cái nón ngày hôm nay sẽ như nào và ra sao đây mong rằng nó sẽ mát được một cái gì đó như là dòng sinh lực nó mà sinh lực chưa mát được cái nào đây Số khách 200 chưa mất được cái nào Chúng ta cùng khui nè, chúng ta cùng khui nè Khui cái đầu tiên Một lại là 199 nữa nè mà 199, trời ơi Vẫn là 199 đi theo mình Vỏ chướng thiệt Tiếp tục cái thứ hai nè ơi mà. mà dòng sắc thương lý nội công là xịt hoàn toàn nè Mà cái này xịt quá xịt luôn 181 là quá xịt rồi Khui tiếp tục nè 182, 193 Theo khai nghĩ thì cái giai đoạn mà sinh lực 180 đến 200 thực sự là nó là một cái gì đó gọi là random hơn xui nữa mà chứ đỡ mà nói thì khải nghĩ nó cũng không thuộc dạng vào công thức chuẩn nào cả rất khó khăn nữa mà tiếp tục cây tiếp theo ui thất bại rồi nè mà mình là thất bại rồi không được cái nào luôn nè mà không được cái nào ngày hôm nay luôn ngày hôm nay chúng ta chỉ được mất ba dòng thôi nè mà thực sự là mất ba dòng thôi so với công thức sinh lực và sát thương lý nội công thì chúng ta chỉ cảm giác rằng tỷ lệ mà đỡ lên mát thì hai người nó chỉ nằm trong khoảng tầm 1 cho đến 5%. Mà. 1 cho đến 5% đã lên mắt được khoảng 200, 200 thôi em Rất khó này mà. Rất khó chịu. Và bây giờ chúng ta cùng tham khảo sơ qua hết tất cả những cái nọ khai ép những ngày trước và cùng so sánh với ngày hôm nay. Rất khó chịu này mà. Đây, những cái trước này em Ngày trước này. Rất khó chịu. Không không dở anh này mà. Rồi, đây, đây là tổng hợp những cái nọ khai ép ngày hôm nay cũng như hôm qua cũng như là hôm trước và đây là những cái đau

đó. Tiếp tục. 30 25 196 46 97 200. Đó, cũng đã thành công được cái dòng uh, nội công 200. Nhưng mà khả chưa thành công được cái dòng sinh lực 200 đâu mà. Chưa có cái nào ra được sinh lực 200. Tiếp tục cái nội tiếp theo. 100 25 30 46 199 181. Đó. Rồi, 125, 30 48 182 193. Quá khó đâu mà. Bốn uh, đây, cái này cũng khá đáng tiếc nè cái này chỉ được 49 thôi nên là không được gọi là mát bốn dòng anh em ạ. 125 30 49 184 và 195. Khá nhỏ. Rồi, ở hai cái đao thì thấy hai hai cái đao đẹp nhất đây mà. Anh em cùng comment xem thử cái hai cái đao này môn phái nào dùng anh em ạ. Anh em cùng comment xem thử hai cái đao này môn phái nào dùng này mà. anh em ạ. Thật sự là đó, đúng không? Hai cái đao là quá pin rồi mà vẫn rất giam sinh lực anh em. <laughs> Hello số 69 69 nha, vẫn rất dầm sinh lực người anh em ạ. Ờ, đúng không? Anh em thấy không? Quá tiếc luôn anh em. Đó. Rồi. Anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho Khảm like cho xã hội cho đây mà và kính chúc anh em một ngày mới xem live vậy nha. Video này Khả sẽ vào kênh YouTube vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày vào buổi trưa. Anh em có thể theo dõi những video ngắn ép đồ này nọ trên kênh giúp Khảm nha. Ok, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.